Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị. Tôi xin kể lên một chuyện hồi xưa. Là vì hồi xưa cũng có là người đi khắc thực. Chứ kêu tu cái hạnh đầu đà đó. Thì hồi Đức Phật còn tại thế đó, hồi còn đó là hoàng tử đó, chỉ đặt ta đi vô rừng mà kiếm đó là pháp môn đạo hạnh mà tu đó, thì gặp năm anh em Kiều Trần Như tu cái hạnh á dữ lắm, rồi gặp thái tử Sĩ Đạt Ta không hành theo cái pháp đó, nhưng mà lại á, hồi đó hành có thể là treo người lên cây, rồi không ăn, ăn chút ít để về cái xác vậy thôi, rồi cây phải đập vô mình, hành cách hành nhiều cách hành dữ lắm, bây giờ kể cái cách hành không xiết nổi. Thì trong thời gian đó đó thì Đức Phật với Đức Thích Ca mới là đi trở về hành mình ơn, mà hành tại là gốc cây bồ đề, không hành mình ơn mà Đức Phật mới được thành chánh quả. Thì bây giờ tôi xin kể lên, nhưng hiện giờ đó, bây giờ đây thì cũng có người đi khách thực vậy, đi khách thực khổ cực, thân không kể, không kể nhà cửa, không kể của cải, không gì hết, mà rồi là dẫn đi. Cái này kể cũng như là hiến thân vì đạo vậy, cũng ôm là bình bát đi, đi khắc thực, ai cho gì thì ăn nấy, nhưng mà ăn một ngày một bữa cơm á cô bác, ăn một bữa một thôi, ai cho gì cũng xin, không xin nữa, là một ngày ăn một bữa cơm một, ngủ á thì kể cũng như ngủ màn trời chiếu đất đó, ngủ không có nhà cửa gì ai hết, đi lại gốc cây gốc cối ngủ, ngủ chỗ nào êm tịnh ngủ, cái hạnh của người ta như thế đó. Mà cái hạnh này bây giờ nhiều người làm cũng quá lâu rồi, trường đồ tri mã lực đó cô bác, là người xưa có nói như vậy. Thì ở trong nước mình á, nghe lợi đó, thì cũng có một hai người rồi để làm như vậy đó, mà làm đã lâu rồi chứ không phải là không, nhưng mà người ta thấy làm lâu quá mà cái hạnh tốt, cái dân tình của mình đó, thấy cái hạnh đó ta nghĩa là kêu bằng xả hết rồi, mà mến mộ, thương cho cái thân xác đó, chứ không phải người ta xúm lợi mà người ta nghĩa là cầu cạnh những việc cho người ta được thành Phật, thành tiên, thánh, không có. Người ta thấy những cái người mà hành cái đạo hạnh á, tốt, thì người ta mến mộ. Đi lợi cũng gần y vậy,
Nhưng mà thấy cái ông này mà nếu ví dụ như ổng đi ra ngoài đường rồi đó thì dân tình theo cả trăm. Cô bác nghĩ coi làm vậy thì mất trật tự rồi. Thành ra ổng không có dám đi nữa. Nếu ổng đi á thì ổng nói người ta cũng không được. Tùy người ta theo mà. Dù nói gì người ta cũng theo vì mến mộ ổng. Cái việc ổng hành là thân xác ổng không kể hiến thân gì đâu. Thì thưa cô bác, nhiều người người ta đã nghèo khổ vậy nhưng mà người ta cũng gắng dính nhút ra, thấy ổng hành cái như vậy người ta cũng đem lại cho. Đã nghèo rồi mà rồi cũng vẫn đem lại cho ổng nhưng mà ổng không nhận. Cái đó là cái lòng vàng, cái lòng tốt, thương mến những người hành quá sức mà thân xác không kể đó. Người ta lại người ta bố thí. Nhưng mà ông thấy bây giờ cái ông này á, hiện thời gian này đó, ông còn đang hành như vậy. Nhưng mà người ta cung cấp tiền bạc cho ổng đó, ổng không có lấy. Bị vì dân tình mốn mà mến mộ ổng rồi là lậu theo ổng vậy. Lậu theo ổng thì ổng đi rẽ đường, ổng đi tránh né mà cũng không khỏi cô bác. Ổng xuất hiện chỗ nào thì chỗ đó có dân, có dân chúng theo ổng. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên đây là có một ông đi hành đạo khất thực, là tu theo cái đạo đó là Đức Thích Ca đó, hồi đó cũng đi khất thực như vậy đó. Thì bây giờ ông này đã bây giờ mình nó thấy rồi, trong nước đều thấy rồi đó. Thấy ông này hành cái đạo như vậy đó mà mến mộ ổng đó. Nhưng mà để một thời gian sau coi coi ông này là ổng hành tới được là bao lâu, hay là ổng hành cho ổng được nữa là chứng quả. Là mấy người xưa có nói là trường đồ mấy chi mã lực, thì con ngựa nó hay rồi đó, nó chạy một ngày dài đó mới biết con ngựa hay. Thì bây giờ thấy ổng vậy là mình kể lên vậy chứ không không dám là nói cái ông này hành là không phải pháp Phật hay là cái gì mình không có dám nói. Nhưng mà ông đang hành như vậy thì thấy mình cũng mến mộ ông lắm. Nhưng mà cái việc kể ổng đó, nhiều người tôi cũng có nghe nhiều người kể cái lịch sử của ổng lắm. Nhưng mà tôi đây thì tôi không dám nói lên, tôi thấy ổng vậy tôi mến mộ ổng dữ lắm. Nhưng mà không nói ổng thắng hay thối hay cái gì hết á. Nhưng mà thấy sao tôi nói y vậy đó. Bây giờ người ta còn mến mộ ổng đó. Mà nếu như ổng ra đường rồi đó, người ta theo gần gần cả trăm đó. Ta theo ổng, đi theo ổng vậy chứ không làm gì. Thì thấy như vậy, ổng hành cái đạo của ổng, hành như vậy là ổng không kể thân, ai cũng thương ổng hết á. Thưa tôi nói sơ sơ qua cái việc là bây giờ gặp một ông đang hành như vậy cho cô bác đó là cũng thấy rồi, nghe rõ rồi, nghe rõ mà còn thấy nữa, có người đi theo nữa. Nhưng mà tôi nói vậy thôi,
tôi không có dám nói nghĩa là cái gì sâu xa hơn. Vậy thì cô bác nó thấy rồi, để từ từ coi ông này ra sao. Kính chào quý vị. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị. Tôi xin kể một chuyện đời xưa. Hồi thời kỳ này cũng xa xưa lắm. Nhưng mà có một cái gia đình hai vợ chồng ông này nghèo lắm, mà ngày nào ăn ngày nấy đó. Mà rồi bà có ngán đi, bà có ngán rồi á, tới sanh ra được ba chú trai. Ba chú trai, cô bác thấy hồi xưa cũng có sanh thai ba, sanh đôi hai, hai đứa thì trung bình ha. Lâu lâu nghe là còn ba đứa, cũng như bây giờ vậy đó. Bây giờ lâu lâu á, cũng có nghe chỗ này hay chỗ nọ sanh hai ba đứa. Bởi vậy ông bà nói á, đặng hào con mất hào của. Ông đã nghèo rồi mà ngày nào ăn ngày nấy, sanh được ba thằng con trai kháu khỉnh, thằng nào nấy cũng cưng lắm. Thôi hai vợ chồng cũng ráng đi mần thuê mần mướn nuôi ba đứa nhỏ. Bây giờ khỏe đó cô bác, bây giờ mà ai sanh sanh ba rồi đó ha, nhà nước nuôi đó, sanh hai á nhà nước cũng là giúp cho nữa đó, giúp sữa, hỗ trợ cho sữa ấy này kia, còn hồi xưa không có gì hết trơn á. Sanh bao nhiêu thì nuôi bao nhiêu á, mạnh kêu bạn á là trời xanh cây cỏ nhỏ xương đó, hễ sanh ra thì nuôi đi, làm gì làm, nhà nước không ngó tới đó, hồi xưa đó vậy. Thành ra hai vợ chồng bươi chải mần trần ai nuôi ba cậu lớn, ba cậu này lớn lên. Lớn lên rồi đó, xa cậu nào cũng ngỗ nghịch hết trơn á. Đặt tên cho ba cậu này đó là Lửa Đồng Chì. Cái thằng thứ hai là thằng đặt tên Lửa. Còn thằng thứ ba đó là đặt tên Đồng. Còn thằng Út đó là đặt tên Chì. Cô bác nghĩ coi, đặt cái tên cũng nó có cái hiệu quả trong đó dữ lắm nha. Theo như cái phong thủy á, cha mẹ đặt tên cho con á, nó cũng có mà. Dòng con mới sanh ra mà đâu biết gì, thôi kệ mồ, đặt cái gì cũng được hết đó. Đó, Lửa Đồng Chì. Tới lớn lên rồi cha mẹ nói không nghe gì hết. Cho đi học thì quánh thầy giáo. Thầy giáo không dám dạy. Ngộ nghịch tới mức đó đó cô bác. Cha mẹ gầy la hoài không được, không nghe ai hết trơn á. Ba cậu này cũng như là ba lượng sóng thần vậy đó chứ không vừa. Đi tới đâu ai cũng khinh nể hết. Sợ. Nói chặt với cậu, cậu đánh chết à. Mà rồi trong thời gian nuôi ba cậu này mà nói không nghe, cha mẹ mới buồn rầu quá giảng hết trơn. Còn ba cậu chơi trọi vậy đó ở cái nhà. Mà rồi cái bữa cỡ thời gian đó thì Phật chưa nọ nhập niết bàn, còn đi quần hóa chúng sanh, đi thuyết pháp, đi nói là việc tu hiền cho chúng sanh biết. Cái đi Phật đi tới cái khu rừng thì khu rừng đó phải đi ngang, thì đi một đổi đường rồi cái Đức Phật dừng lại hết. Mấy người môn đệ sau về hỏi: thưa Đức Phật, mình nghỉ ra ngoài nghỉ chứ sao Đức Phật nghỉ ở trong rừng? Nói không, ở phía trước kia có đạo tặc đón đường, có đạo tặc là chặn đường,
Đức Phật mà biết trước hết. Cái Đức Phật mới đi rẽ đường qua trong rừng vậy đó, mà Đức Phật đi rẽ đường vẫn thấy đường đi vòng qua, đi trên đồng thì đi ra tới bìa rừng, thì lúc đó lại mấy cây đại thọ ngừng nghỉ. Thì ở trong này ba anh em mới đi ra, là anh em ruột nha, mà vì tiền tài xe lơi tình nghĩa đó cô bác, anh em ruột không à. Ba thằng nó cũng đi trùng đường theo Đức Phật vậy, nhưng mà Đức Phật rẽ nó không rẽ, bị đường kia nó hơi bằng bẳng hơn, đi dễ, đi ngay ra. Gặp một bọc vàng, vàng ngọc của ai đâu rớt không biết, mà giữa đường đó ba anh em mới ngồi xuống. Ngồi xuống ra gặp là vàng ngọc. Hồi xưa thì ngọc nhà châu báu đó là quý hết thảy, thời này cũng vậy cô bác ơi, nó ngọc kim cương hay vàng gì nó quý hơn tiền bạc nữa. Mừng quá đi, mày lấy rồi suy nghĩ, thôi bây giờ mình đã có của rồi, không có sợ gì nghèo nữa hết trơn á. Bây giờ ba anh em mình về giàu rồi đó, thì ba anh em mới ngồi đục mát. Mà hai ông anh á thì khôn hơn ông em. Thằng Út nó còn khờ đâu có biết tính toán. Thì hai anh em nói, thôi giờ mình xài Út đi chợ mua đồ ăn gì ăn cho no rồi mình hãy ra khỏi cánh rừng. Cái xài Út đi đi ra là tiệm mua đồ ăn. Thì ở nhà hai anh em tính bây giờ nếu ví dụ như còn Út nữa thì cái phần vàng này mình phải chia. Chia ba thì nó ít quá. Bây giờ mình đợi anh em mình về mình giết nó, còn hai anh em mình chia hai ra nó nhiều một chút nữa, mình cứ vợ cứ con, các nhà các cửa, mua đất đai rồi mướn người đó là ăn ở đồ nữa, mà chia ba thì đâu có đủ làm tới đó. Hai anh em này tính đàng hoàng hết trơn rồi. Còn thằng Út á thì nó đi ra chợ nó mua đồ sách vô, nó cũng tính, nó tính hai anh mình bây giờ cái bọc vàng này đó, thì nếu hai anh mình còn sống đó thì cái bọc vàng này phải chia làm ba. Bây giờ mình giết hai anh mình chết đi thì bọc vàng này mình lấy mình lên à, rồi về đó mình cứ vợ con, các nhà các cửa, mua đất vườn, nghĩa là thuê người làm mướn đồ cho mình ở không, mình là ông chủ, mình ở không đó, vì nhân nghĩa xe lơi, vì nhân ngãi xe lơi tình nghĩa, vì cái tiền bạc mà anh em ruột cũng vẫn giết với nhau, nó giết nó không gấm tay. Thằng Út này nó đi mua đồ ăn hết rồi, nó mua thuốc độc nó gửi trong đồ ăn á, nó xách về thì hai anh nó vừa tới rồi, hai anh nó đã ý định sẵn rồi, cây đập nhỏ chết tuốt, nhỏ chết rồi phải lâu vô bìa rừng, lâu vô trong rừng sâu một chút, bỏ xác đó cho đừng ai thấy. Cái hai anh em ra mới chia đồ ăn ra ăn. Ăn rồi hai anh em bị gì thuốc độc, chết tại chỗ luôn nữa.
đó, chết rồi đó, cái bọc vàng thì để đó. Thì sau lại đó, có một người đi nữa, đi con đường đó. Bởi vậy, vàng bạc ngọc ngà châu báu đó, là Đức Phật nói đó là đạo tặc, sát mạng người dữ lắm. Con ông đó ông đi tới ông gặp hai cái xác, hai cái xác rồi ông gặp bọc vàng, ông mới nghĩ ra hai này giống nhau quá chừng, giống vậy nè, giống quá vậy, chắc hai anh em ruột mà nó vì bọc vàng này nó giết nhau thì nó chết hết rồi, thôi mình nữa là lấy bọc vàng chứ còn gì nữa. Mà điều mình lấy bọc vàng á, ổng có nói, ổng nói thôi hai thằng bay á, giành xé cái vụ vàng này mà giết nhau, hai anh em ruột chứ gì nữa. Thôi bây giờ bọc vàng này không có ai hết á, thì thôi tao gặp trước thì thôi, để tao lấy mày, hai thằng bay phù hộ độ tao nha, đừng ai cho ai giật của tao nữa, tao chôn xác hai thằng bay, tao chôn xác hai thằng bay đi. Cái ổng quẩn quẩn, ổng lội vô chút gì đó, thấy thằng kia chết chổng nữa, cái xác chết chổng nữa, mà sống xem mà thấy giống hai thằng nọ vô cùng giống. Thì ra rồi ba thằng này ba anh em chứ gì đâu. Thì bây giờ ông thấy tới ba cái xác chết. Mà mình chôn thì nó lâu quá, thôi trở ra ngoài cái đường mòn đặng đi nữa, giái mày lai gai thôi bỏ mày đi, ra ngoài đường mòn á, sau gặp thằng xe gũ, nó cũng đi lang bang đường đó, gặp cái nó mới hỏi, nó hỏi ông sao mấy người này, ông giết mấy người này phải không? Thằng xe gũ á, nó cũng nghịch ngợm dữ lắm, là cháu tao sao tao giết được mày, đó cháu tao kêu tao bằng cậu đó. Bây giờ vậy nè, tao nói với mày, tao cho mày số tiền đặng mày nhậu, mày chôn hai cháu tao giùm đi, thì tao cho mày số tiền cái lo. Ừ được, thôi giờ tôi chôn hai cháu ông, kêu ông bằng cậu ha. Cái là ừ, mà mày chôn á, nó thiệt với mày đó ha, mày chôn sao cho thiệt kỹ nha, kín đáo nha, cho sâu nha, chứ mấy thằng cháu tao nó thương lắm, nó thương tao lắm, mà cái thằng say rượu này nó say chứ nó biết khôn, nó cũng cắt giá ăn tiền dữ lắm. Giờ chôn xác này lấy ông cây vàng, xác kia lấy ông cây vàng, ổng tính ra đó là hai xác hai cây rồi. Mà bây giờ mình moi thằng này lên nữa thì ba cây vàng sao, mình chỉ này nữa ba cây vàng sao. Thì ổng cũng suy nghĩ, thôi giờ mày đi chôn đi, mà chôn xa vô chổng nha mày, tránh cái đường này xa mới được. Thì nói rồi, tôi một xác một cây vàng, thì bây giờ đó là tôi vác vô xa, tôi chôn cho sâu. Cái vác vô tới chỗ xa rồi, cái chôn thằng nọ, chôn nọ rồi cái trở ra vác thằng nữa là được hai cây vàng nha. Ông này ổng cũng cái tánh của ổng là cũng tham lam lắm, keo kiệt lắm, mình tính á, gạt cái thằng say rượu này á, thì mình đỡ lại cây vàng, cái đem kia vô chôn nữa. Thì ổng ngoài này ổng lật đật ổng chạy lại chỗ cái xác cái thằng út đó, mấy ẩm xác đó ổng để lại ngay chỗ này, ngay chỗ hai hai thằng thằng này đi chôn đó. Thằng này vác lên đi ra, ổng nói mày chôn không kỹ rồi đó, mày chôn cách sao mà rồi nó trở về đây tao nữa nè.
thằng này nè nó chở về nè, nó là hừ tôi chôn kỹ lắm, chôn sâu lắm, đạp em đàng hoàng. Là em đàng hoàng thì tao nói cháu tao nó thương tao dữ lắm, mà mày chôn cách thức sao mà mày về tới đây là nó về trước mày đó. Về đây mày nhìn đi, mày coi có thằng này phải mày chôn không. Thì ba anh em nó giống như giọt nước, làm sao biết được cô bác. Rồi cái thằng xe rượu này, cái đó thôi, bây giờ tao chôn mày vậy không, kỳ này nữa đó là tao chôn nằm sấp. Tao hối để ngồi hay để đứng hay để nằm ngửa hay chứ, chôn mày nằm sấp cho mày đừng trở về. Thiệt vô đào lỗ xuống rồi để nọ nằm sấp, chôn đẹp đạp cứng ấy đàng hoàng. Cái đi về thì cái ông này ông đi tuốt rồi, ông này ông đi ra rồi. Rồi thằng say rượu cái là kiếm hoài không gặp, kiếm hoài không gặp thì tất nhiên cái là ông đi ra tới mấy gừng, đi lại chòm nhà, lại tới chòm nhà rồi đó. Thì mấy này nó lận lường tráo đấu với nhau nó là bằng đủ cách, bởi cái tiền bạc đó, nó nghĩa là ám ảnh con người lắm. Giết người được là cái tội khẩu nghiệp, không dám nghĩa là vẫn nói bình thường, vẫn làm bình thường. Cái đi ra, ổng đi ra tới ngoài rồi ổng bắt đi cầu đi, ổng xuống hầm cái dồ, ổng đi cầu ra tới trong nhà của bác. Thì ở trong nhà, trong nhà thấy có một người đi ra, một đời người đi ra. Nhưng mà cái chôn ba thằng này đó nó mới ám ảnh ổng, nó làm cho ổng nghĩa là cũng như mờ mắt không thấy được nhìn rõ. Vì hứa mà ổng hứa chôn nó đàng hoàng, mà bây giờ chôn đó chôn ngồi chôn đứng, bị dục thí càng xuống rồi chôn nằm sấp. Ba anh em nó gặp nhau, nó rủ đi ra đặng nó hại ông này. Nhưng mà ở dưới cầu đi lên rồi á, cái thằng say rượu này nó ra ra nó kiếm ở trong nhà, nó đi ra, nó đi ra nó bang bang, nó cũng là đi cầu bang bang tới. Thì ổng ở dưới đi lên ổng gặp nó giống hệt ba thằng kia, giống như giọt nước. Ổng ấy nói trời ơi tao đã chôn mày rồi hết rồi mà tại sao mày còn đây. Ổng nhảy lại ổng đá cho thằng nọ một đá, té dưới hầm cái dồ chết luôn. Ổng vác bọc vàng, ổng cầm bọc vàng ổng đi về, ổng đi về ổng suy nghĩ. Bởi vì tiền căn kiếp trước nhiều kiếp ổng cũng có làm hiền dữ lắm, thành ra kiếp này ổng nghĩa là chưa tới số. Ổng vác đi ra rồi đó, sao phát ổng suy nghĩ lại, ổng động lòng thương những kẻ nghèo. Đi đi ra chòm nhà ổng thấy nhà nào cũng nghèo khổ, nít đồ thì lang thang lứ thứ, quần áo không có bận, đứa ở trần ở chuồng chạy chơi. Ổng thấy vậy cái ổng thức tỉnh lại đi, ổng nói mình cũng nghèo khổ mà bây giờ mình được cái là cái số vàng này là số vàng không phải mình bằng, số vàng này giết lẫn lấy nhau. Bây giờ mình lấy số vàng này mình về rồi, mình làm gì cũng của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Thì tất nhiên mình làm không nên chuyện gì đâu. Thôi bây giờ mình thấy trong nhà này nghèo quá mình làm phước. Thì ổng xách ổng mở túi vàng ra, ổng cho nhà nào cũng có cho hết. Thôi may quần áo cho nó bận, mua cam gạo, cơm gạo ăn, sắm nhà, các cửa đồ lợi. Lại tới chòm chòm kia, ổng thấy như vậy, ổng cũng cho. Ổng cho hết, ổng chừa mớ, ổng giật của ba thằng chết này ba cây vàng của cái ông say rượu. Mà rồi lại ổng giết say rượu luôn. Bởi vì ba thằng kia theo đó là báo ổng à. Bởi lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Giết nó rồi mà không lo tròn nó trở lại nó báo. Thì thành ra cái gặp cái ông say rượu này giống hệt như nó, như giọt nước, quất đá, té dưới nước, chết giấc, chết luôn, cá ăn.
coi bốn một một vàng mà bốn mạng người. Cô bác thấy là bởi Đức Phật nói là có đạo tặc đón đường là đúng rồi chứ không có gì. Cái bọc vàng đó là đạo tặc đó, lấy đó là chết. Thành ra cái ông này ông làm phước, ông trở về ông thức tỉnh rồi làm phước hết bọc vàng chưa mớ, để các nhà các cửa xây dựng nhà cửa lên, là sau này ông nhờ cái phước đức mấy kiếp trước của ông mà tới tồn tại lại ổng khá được. Ổng lấy số vàng mà ổng khá chứ không phải của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Lấy cái của phi nghĩa, của này là của phi nghĩa sự thật, nhưng mà ổng làm phước muốn hết rồi, ổng còn để lại sanh sống ổng có một chút ít thôi, thành ra chư thần ta thấy vậy cũng cho ổng là được cơm no áo ấm. Kính thưa quý vị, là vì cái việc này đó là nói đây đó là có 100%, bởi cô bác thấy là những người nhiều người trúng số lắm, nhưng mà tiền đó là tiền không có cực khổ thì gìn giữ nó cũng không lâu được nữa cô bác, nửa đời người phải tiêu, 21 2 năm phải tiêu. Theo như chính mắt tôi có thấy là nhiều người trúng số mà nhiều người cũng nghèo lại bình thường. Vậy kính chào quý vị.